Chào mừng bạn đến với bài học mới của khóa học Hắc Cử. Đây là bài học đầu tiên trong phần mẫu trừu tượng của khóa học. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của việc trừu tượng hóa một mẫu. Tại sao chúng ta nên trừu tượng hóa các mẫu nói chung? Tôi sẽ trình bày một cuộc thảo luận về lý do tại sao lại trừu tượng hóa Hermie Group và Monoid một cách cụ thể. Sau đó, chúng ta sẽ thực sự trừu tượng hóa mẫu đó và tạo ra lớp kiểu Gummy Group và lớp kiểu Monoid. Cuối cùng, khi chúng ta hiểu cách chúng hoạt động, chúng ta sẽ đi tới xem những gì thực sự có thể được thực hiện với các lớp kiểu này. Việc trừu tượng hóa một mẫu có ý nghĩa gì? Con người chúng ta rất giỏi trong việc phát hiện các khuôn mẫu. Ví dụ, trong bài học thứ sáu của khóa học này, chúng ta đã viết các hàm sau hàm tính tổng một danh sách các số nguyên. Hàm nhân một danh sách các số nguyên và hàm kết hợp một danh sách các bu liền với toán tử và. Khi viết mã này, chúng ta nhận ra rằng có một khuôn mẫu lặp lại trong tất cả các hàm đó. Chúng ta đã tạo một mẫu duy nhất chứa mẫu đó và lấy bất cứ thứ gì khác biệt làm đối số. Hàm cốt lõi, và sau đó, bởi vì chúng ta có hàm thể hiện ý tưởng trừu tượng về việc áp dụng một hàm để kết hợp giá trị đầu tiên của danh sách và kết quả của việc áp dụng để quy hàm đó cho phần còn lại của danh sách hay đơn giản hơn là rút gọn danh sách bằng cách sử dụng một toán tử nhị phân chúng ta đã thay thế việc triển khai các hàm ban đầu bằng sự trừu tượng hóa giống như thế này một loạt các bước đầu tiên viết một số mã sau đó xác định một mẫu trong mã đó sau đó tạo cấu trúc để chứa mẫu đó nếu nó hữu ích và cuối cùng sử dụng cấu trúc đó thay vì viết mẫu một cách rõ ràng. Trong trường hợp của chúng ta, Trong HCLL, theo cấu trúc, chúng ta muốn nói đến các kiểu hàm và các lớp kiểu các ngôn ngữ lập trình khác có thể sử dụng các ngôn ngữ khác nhau như các lớp hướng đối tượng đây chính là điều chúng ta muốn nói khi nói về việc trừu tượng hóa một mẫu một lưu ý nhỏ là chúng ta không nên trích xuất tất cả các mẫu như tôi đã nói trước đây con người chúng ta rất giỏi trong việc phát hiện các khuôn mẫu nhưng không phải tất cả chúng đều đáng được trừu tượng hóa nhưng đừng lo lắng về điều đó bây giờ bạn sẽ học cách phân biệt bằng thực hành chúng ta biết cách trừu tượng hóa các mẫu nhưng tại sao chúng ta nên trừu tượng hóa các mẫu đó sẽ là một câu hỏi hợp lý để hỏi và có một số lý do điều đáng chú ý nhất là dễ dàng sử dụng lại mã như chúng ta đã thấy trong ví dụ trước bây giờ bạn đã triển khai mẫu đệ quy một lần bạn có thể sử dụng nó ở bất cứ đâu nó cũng hữu ích để ẩn các chi tiết không quan trọng ngoài ra trong ví dụ trước chúng ta đã ẩn chi tiết chính xác về cách chúng ta triển khai đệ quy bên trong for nhờ đó mã trở thành một đoạn mã ngắn chỉ hiển thị những gì chúng ta quan tâm chúng ta áp dụng hàm nhị phân nào và giá trị bắt đầu là gì và điều thứ ba có mã rõ ràng và ngắn gọn để bạn và những người khác có thể nhanh chóng hiểu được bằng cách sử dụng đúng for thay vì viết rõ ràng theo mẫu người đọc biết ngay điều gì đang xảy ra chúng ta đang for một danh sách một giây là đủ để biết dòng mã này làm gì và chúng ta có thể tiếp tục những lý do này áp dụng cho mọi sự trừu tượng có nguồn gốc chính xác nhưng cụ thể germi group và monoid thì sao để đảm bảo rằng tôi thu hút được sự chú ý đầy đủ của bạn trong suốt phần còn lại của bài học này tôi sẽ chia sẻ một vấn đề thực tế trở nên dễ dàng hơn nhiều bằng cách trừu tượng hóa germi group và đơn hình và đó là khả năng mở rộng cụ thể hơn mở rộng quy mô tính toán và mở rộng quy mô độ phức tạp của kết quả mà không làm tăng độ phức tạp của mã. Nếu bạn đã từng làm việc với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào trong thực tế, bạn có thể sẽ biết đây là một vấn đề khó khăn và phức tạp. Các nhà phát triển chúng ta cần tất cả sự trợ giúp có thể nhận được. Vào cuối bài học, sau khi tìm hiểu về Fermi Group Monoid, chúng ta sẽ thấy sự trừu tượng hóa này cho phép chúng ta mở rộng quy mô dễ dàng hơn như thế nào hãy bắt đầu với lớp kiểu Army Group. Trong ví dụ đầu tiên, chúng ta đã trừu tượng hóa một mẫu thành một hàm mempi Và bây giờ, chúng ta sẽ trừu tượng hóa một mẫu thành một lớp kiểu. Đây không phải là một cái gì đó mới nếu bạn nghĩ về nó. Lớp kiểu năm là sự trừu tượng hóa các thuộc tính và hành vi mà một số nên có. Tất cả các số đều có thể cộng, chứ, nhân, vân vân một số kiểu mà chúng ta coi là các con số hoạt động khác nhau về cơ bản theo một số cách ví dụ chúng ta có thể lấy số phân số bằng float nhưng không thể lấy số nguyên lớp kiểu năm chỉ trừu tượng hóa các hành vi mà mọi kiểu giống số nên có bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự ở một nơi khác đối với các con số nhưng với một khái niệm khác hãy nhìn vào mã này chúng ta có điểm gì chung trong cả ba trường hợp bạn có thể tạm dừng video nếu muốn trả trong cả ba trường hợp đều có một hàm nhị phân bằng cách nào đó kết hợp hai giá trị của một kiểu để tạo ra một giá trị mới cùng kiểu và trên hết phép toán nhị phân có tính kết hợp nghĩa là thứ tự chúng ta áp dụng hàm nhị phân không quan trọng như bạn có thể thấy Chúng ta có thể áp dụng hàm nhị phân cho first abstract me và sau đó áp dụng hàm nhị phân cho kết quả của giá trị đó cho một giá trị mới, và chúng ta sẽ nhận được kết quả tương tự nếu lần đầu tiên áp dụng hàm cho me và dấu chấm than rồi áp dụng hàm nhị phân cho kết quả của chuỗi đó cho chuỗi chiều tượng. Nó có tính kết hợp. Và đó là toàn bộ khái ni mempti. Sơ group là kiểu có phép toán nhị phân kết hợp. Vậy đấy nó có vẻ giống như một sự lựa chọn tùy tiện chẳng hạn như tại sao lại có sự trừu tượng này mà không phải là sự lựa chọn khác vâng tại sao ở cuối bài học sẽ rõ tuy nhiên giống như tất cả những điều trừu tượng mà chúng ta sẽ đề cập trong khóa học này tóm lại là chúng ta nhận ra rằng chúng hữu ích hơn những điều khác được rồi vậy bây giờ chúng ta đã có một khái niệm mà chúng ta muốn thể hiện và chúng ta biết rằng chúng ta cần nó có sẵn cho nhiều kiểu chúng ta sẽ tạo một lớp kiểu đại diện cho nó và đây là nó tôi biết tôi biết nó hơi ngược đời một chút tất cả sự cường điệu đó cho một lớp kiểu hai dòng chúng ta đã chọn sử dụng toán tử trông giống hình thoi thay vì hàm tiền tố thông thường bởi vì trường hợp sử dụng phổ biến nhất như chúng ta đã thấy trong các ví dụ chúng ta sử dụng để trích xuất mẫu là áp dụng hàm nhị phân làm hàm trung tố Bây giờ, hãy đợi một chút, còn tính kết hợp thì sao? Điều đó xuất hiện ở đâu trong mã? Chà, sự thật đáng buồn là ngay cả hệ thống kiểu của HCL ngôn ngữ mạnh nhất trong tất cả các ngôn ngữ chính thống có mục đích chung, cũng không thể hạn chế thuộc tính này. Và vì chúng ta không thể sử dụng mã để truyền tải những yêu cầu đó nên chúng ta sử dụng các luật được viết bằng văn bản thuần túy và chúng ta vui lòng yêu cầu các nhà phát triển tuân theo chúng. tất nhiên các nhà phát triển tuân theo chúng vì những luật này mang lại rất nhiều giá trị trong trường hợp này mỗi khi bạn tạo một đối tượng của zombie group bạn phải đảm bảo thỏa mãn luật kết hợp như bạn có thể thấy luật này chỉ thể hiện rõ ràng tính kết hợp nếu chúng ta kết hợp ba giá trị và trước tiên chúng ta kết hợp giá trị thứ hai với giá trị thứ ba rồi đến giá trị thứ nhất chúng ta sẽ nhận được kết quả tương tự như khi chúng ta kết hợp hai giá trị đầu tiên và sau đó là giá trị thứ ba vậy đấy được rồi chúng ta đã sẵn sàng cho sự trừu tượng của mình hãy triển khai một phiên bản để xem nó hoạt động như thế nào bắt đầu với phiên bản danh sách chúng ta phải chọn một hoạt động nhị phân Điều này thực sự dễ dàng đối với các danh sách nếu bạn khám phá các phần mở đầu và dữ liệu liệt kê các mô đun hoặc thậm chí dễ dàng hơn nếu bạn tra cứu kiểu bằng cách sử dụng hô gồ. Chẳng hạn như thế này. Vào với filter, chúng ta chỉ muốn những thứ có trong thư viện cơ sở. Chúng ta nhận thấy rằng chỉ có một toán tử lấy hai danh sách để tạo một danh sách khác và chiên hết. Đó là danh sách kết hợp chúng ta chọn toán tử cộng cộng. Chúng ta đã biết rằng đó là câu trả lời nhưng tốt hơn là bạn nên xem lại quy trình. Bây giờ chúng ta có thể triển khai phiên bản của mình. Lần này, tôi sẽ chỉ cho bạn tất cả các cách có thể để làm điều đó. Nhưng tôi tin rằng đến bây giờ bạn có thể tự mình tìm ra cách này. Đối tượng của Zomi Group cho danh sách A, Định nghĩa toán tử kim cương này giống như toán tử ghép. Điều này sẽ giống như việc xác định lại toán tử ghép nối bằng cách sử dụng kim cương làm hàm tiền tố hoặc xác định nó bằng cách sử dụng kim cương làm hàm trung tố. Cả ba cách triển khai đều giống nhau được viết khác nhau. Vì vậy bạn có thể chọn bất cứ cách nào bạn muốn. Trong trường hợp này vì toán tử đã được xác định nên tốt nhất bạn chỉ nên sử dụng nó như trong lần triển khai đầu tiên. Và nếu bạn tò mò thì đây thực sự là cách nó được định nghĩa trong thư viện cơ sở. Bây giờ chúng ta đã triển khai xong. Hãy kiểm tra sơ bộ xem luật kết hợp có đúng hay không bằng cách thực hiện một số thử nghiệm thủ công. Vì vậy trước tiên, chúng ta sẽ kiểm tra việc kết hợp IS và ZIS rồi tru bằng với tru này và sau đó kết hợp với IS và chúng ta sẽ làm tương tự cho một danh sách cấp bu liền. Và nếu chúng ta chạy cái này, nó sẽ cung cấp cho chúng ta thu về mọi thứ vì phiên bản này được triển khai chính xác. Tất nhiên, đây không phải là bằng chứng cho thấy luật có hiệu lực. Đó chỉ là một gợi ý mà nó có vẻ hiệu quả. Như vậy là quá đủ đối với chúng ta. Tuy nhiên, nhờ có độ tinh khiết của hacker, chúng ta có thể chứng minh định luật này bằng phép thử quy nạp hoặc tính chất Điều đó nằm ngoài phạm vi của khóa học này, nhưng tôi sẽ liên kết phần giải thích trong phần mô tả video phòng trường hợp bạn tò mò. Và thế là xong. Chúng ta có ví dụ đầu tiên về Zermelo group. Có vẻ như tất cả các trường hợp khác của Zermelo group sẽ giống như vậy. Vậy là chúng ta đã xong việc rồi phải không? Chà, còn một điều nữa chúng ta phải tính đến. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có câu trả lời rõ ràng về việc chúng ta nên sử dụng toán tử nào? Ví dụ nếu chúng ta đang sử dụng số tìm kiếm nhanh sẽ cung cấp cho chúng ta bốn toán tử nhị phân. Nhưng chờ đã, nếu chúng ta nhanh chóng kiểm tra tính kết hợp như tôi vừa làm mempty, chúng ta sẽ thấy rằng các hàm trừ và trừ không có tính kết hợp. Điều này có ý nghĩa vì phép trừ cũng không có tính liên kết trong toán học. Chúng ta chỉ còn lại hai hàm mempty, chúng ta nên sử dụng cái nào? Cả hai hàm đều đáp ứng các yêu cầu Verme group là một phép toán nhị phân kết hợp nhưng chúng ta chỉ có thể triển khai một đối tượng zomi group hay chúng ta có thể hóa ra là một số kiểu trong trường hợp này tất cả các kiểu số có nhiều hơn một đối tượng zomi group hợp lệ để giải quyết vấn đề này chúng ta tạo một kiểu mới cho mỗi thao tác hợp lệ và hữu ích bao bọc kiểu ban đầu bằng cách đó chúng ta có thể triển khai bao nhiêu phiên bản tùy thích vì chúng thuộc các kiểu khác nhau trong trường hợp hiện tại vì cả phép tính tổng và tích đều có giá trị nên chúng ta sẽ gói kiểu số trong các kiểu tổng và tích mới các kiểu mới này lấy kiểu a làm hàm tạo và chúng giữ nó bên trong vậy đấy họ không làm gì khác chúng ta sử dụng cú pháp bản ghi để có một cách dễ sử dụng để trích xuất giá trị từ bên trong mà không cần khớp mẫu hãy chạy cái này để chúng ta có các kiểu mới và bây giờ điều kỳ diệu sẽ xuất hiện chúng ta sẽ triển khai các đối tượng Remy Group bằng cách sử dụng các phép toán nhị phân tương ứng của chúng như thế này. Chúng ta triển khai đối tượng của nhóm cho kiểu tổng A trong trường hợp A phải là một đối tượng của lớp kiểu 5 và chúng ta khớp mẫu để trích xuất các giá trị bên trong. Áp dụng phép toán nhị phân mà chúng ta muốn áp dụng từ ghép, đi, rồi cuốn lại để lấy đúng kiểu đối với phép nhân chúng ta tạo một đối tượng của zomi group của phép nhân chúng ta khớp mẫu với các hàm tạo để trích xuất các giá trị số thực tế áp dụng thao tác thủ công và gói lại như bạn có thể thấy điều duy nhất thay đổi là chúng ta phải đảm bảo kiểu bên trong tổng vật tích cũng là các đối tượng của năm để có toán tử dấu cộng vật tích ngoài ra nó chỉ là khớp mẫu để bao bọc các số áp dụng phép toán và bao bọc kết quả. Bây giờ chúng ta đã có phiên bản của mình. Hãy thử chúng, hãy chạy cái này. Nếu chúng ta kết hợp sum 3 với sum 2, chúng ta sẽ có sum n a t nên 3 cộng 2 bằng n a t hoàn hảo. Product 5 kết hợp với product ta được product 40 là nếu chúng ta kiểm tra tính kết hợp. Nếu chúng ta kết hợp sum đầu tiên của 4 với 5 rồi sum 1, thì nó phải bằng kết hợp của 5 với 1 rồi đến 4. Và chúng ta nhận được rằng điều này cũng đúng. Và cuối cùng, chúng ta có thể kết hợp bao nhiêu giá trị tùy thích rồi áp dụng hàm trích xuất chúng ra kết quả và chúng ta sẽ có được giá trị số thực tế. Và đây là cách chúng ta giải quyết vấn đề và đó không phải là trường hợp duy nhất. Chúng ta cũng có hai lựa chọn giữa tất cả các kiểu orderable cả hàm max và hàm average đều là các phép toán nhị phân kết hợp và cả hai đều có ý nghĩa khi sử dụng. Chúng ta làm như vậy. Chúng ta tạo các trình bao bọc kiểu mới, sẽ chạy nó và tạo các phiên bản ruby group với các phép toán nhị phân kết hợp tương ứng. Cuối cùng, chúng ta kiểm tra nó. Nếu chúng ta kết hợp tối thiểu ba và tối thiểu sáu, chúng ta sẽ có tối thiểu ba. Tối đa là chín và không chúng ta nhận được chín. Tính liên kết cũng được tôn trọng. Và một ví dụ về cách chúng ta có thể trích xuất giá trị sau khi kết hợp tối đa 3. Tối đa NA empty tối đa 2, tức là NA empty Trường hợp của Boolean trên thực tế, nhau. tương tự đến mức bạn phải thực hiện nó như một phần bài tập về nhà của bài học này. Nhưng trước khi chuyển sang Monoid, hãy triển khai một Zermi Group cho kiểu mà chúng ta tự nghĩ ra. Ví dụ, kiểu mức độ nghiêm trọng. Kiểu đại diện cho mức độ nghiêm trọng của trường hợp khẩn cấp. Hãy chạy cái này. Mức độ nghiêm trọng có thể thấp, trung bình, cao hoặc quan trọng. Chúng ta không có bất kỳ phép toán nhị phân kết hợp nào tồn tại từ trước nên chúng ta phải nghĩ ra một phép toán bạn nghĩ phép toán nhị phân kết hợp nào sẽ phù hợp với mức độ nghiêm trọng hãy tạm dừng video nếu bạn muốn hãy suy nghĩ một chút hoặc tốt hơn nữa hãy thử tự mình thực hiện được rồi đây là câu trả lời của tôi chúng ta muốn kết hợp các mức độ nghiêm trọng sẽ hợp lý nếu chúng ta có hai trường hợp khẩn cấp có cùng mức độ nghiêm trọng chúng ta nên trả lại một với cùng mức độ nghiêm trọng và nếu chúng có mức độ nghiêm trọng khác nhau chúng ta sẽ trả về mức cao nhất chúng ta có thể xác định đối tượng sơ mi gốc mức độ nghiêm trọng như thế này. Tôi nghĩ điều này khá có ý nghĩa hãy kiểm tra xem phép toán nhị phân có thực sự kết hợp hay không nếu chúng ta kết hợp cao với trung bình chúng ta sẽ đạt được mức cao nếu chúng ta kết hợp trung bình và thấp chúng ta sẽ có được mức trung bình và nếu lần đầu tiên chúng ta kết hợp cao và thấp chúng ta sẽ đạt được mức trung bình sau đó chúng ta kết hợp với quan trọng chúng ta sẽ đạt được quan trọng và điều này sẽ giống như nếu chúng ta kết hợp mức thấp và quan trọng trước tiên chúng ta sẽ trở nên quan trọng. Và sau đó nếu chúng ta kết hợp cao với quan trọng, chúng ta sẽ trở nên quan trọng. Cả hai cách đều có kết quả như nhau. Và thế là xong. Chúng ta đã tạo phiên bản Fermi Group thứ năm của mình. Nếu bạn hiểu mọi thứ cho đến bây giờ, sự chiều tượng tiếp theo sẽ dễ dàng như vậy. Hãy nói về lớp kiểu Monoid. Lớp kiểu Monoid được xây dựng dựa trên lớp Fermi Group để thêm một hành vi bổ sung nhỏ nhưng quan trọng chúng ta hãy xem lại ví dụ tương tự mà chúng ta đã thấy ở phần đầu nhưng có một chút điều chỉnh bạn có nhận thấy bất kỳ thay đổi nào tôi đã thực hiện trong mã không tôi đã thêm một thao tác nữa vào dòng thứ hai của mỗi ví dụ nhưng nó không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng vì một trong các giá trị không làm gì cả chúng ta gọi giá trị không sửa đổi kết quả khi áp dụng phép toán nhị phân cho nó là giá trị nhận dạng của phép toán đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp phải khái niệm này lần đầu tiên chúng ta tìm hiểu về danh tính khi tìm hiểu về đệ quy và tầm quan trọng của các giá trị danh tính trong các trường hợp cơ bản được xác định và như bạn có thể thấy một là danh tính của phép nhân thu là danh tính của toán tử n và chuỗi chống là danh tính cho các chuỗi nối nói một cách tổng quát hơn có nghĩa là danh sách chống là danh tính cho các danh sách nối nếu chúng ta đánh vần nó ra, mẫu chúng ta đang thấy ở đây là monoid là một kiểu có phép toán nhị phân kết hợp với một danh tính. Nhưng chúng ta đã có một lớp kiểu biểu thị một phép toán nhị phân kết hợp. Vì vậy, thay vì lặp lại chính mình, chúng ta có thể biến monoid thành một lớp con của semigroup và chỉ thêm phần tử nhận dạng như thế này class semi A và monoid A. Trong trường hợp này, ở đây chúng ta tạo lớp kiểu monoid bổ sung phép toán mempty của kiểu A với hạn chế là kiểu A này cũng phải là một đối tượng của semigroup. Ở đây, giá trị mempty đại diện cho danh tính. Nó được gọi như vậy là do quy ước. Bạn có thể đọc nó là mempty cho monoid chống vì nó không làm gì cả. Vì vậy mempty là monoid chống và đây sẽ là nó về mặt khái niệm empty. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào lớp kiểu monoid thực tế, nó có thể trông như thế này. Và tại sao vậy? Trong trường hợp này, chúng ta có cùng toán tử mở empty là phần tử nhận dạng, nhưng chúng ta cũng có toán tử nối thêm monoid giống với toán tử Fermi group và chúng ta cũng có toán tử con cát monoid lấy danh sách các monoid và trả về một monoid được định nghĩa là 4DRIVE áp dụng cho toán tử Ermi Group và toán tử Memphi mà chúng ta vừa xác định ở đây. Như bạn có thể thấy ở đây, định nghĩa tối thiểu chỉ là xác định mở append hoặc mở con cát. Điều này hợp lý vì mở append chỉ đi kèm với Ermi Group và mở con cát chỉ áp dụng quyền gấp cho các phép toán mà chúng ta đã có. Điều duy nhất chúng ta phải lo lắng thực sự là yếu tố nhận dạng. Đó là những hành vi bổ sung thực sự có trong lớp kiểu Monoid. Nhưng tại sao, tại sao chúng ta có hàm bổ sung? Chà, bởi vì trong các phiên bản trước của Hắc Cử, chúng ta không có lớp kiểu Gummy Group, lớp kiểu Monoid độc lập và cần thiết để xác định toán tử nhị phân kết hợp của riêng nó hàm bổ sung monoid hoặc hàm mở append là phép toán nhị phân kết hợp mà chúng ta đã xác định trong Gummy Group và hàm mon concat hoặc mở concat là một hành vi mà chúng ta có được miễn phí nhờ có các hàm mở empty và mở append. tôi nói rằng nó có thể trông như thế này bởi vì khi bạn xem video này, chúng ta có thể không còn sử dụng ánh xạ trong monoid nữa vì hiện tại chúng ta có bán nhóm mở Append bên trong Monoid là dư thừa và dự kiến sẽ bị xóa trong các phiên bản GHC trong tương lai. Chúng ta đã không loại bỏ mở Append khỏi Monoid khi Zermi Group được giới thiệu, bởi vì điều đó sẽ phá vỡ hầu như mọi chương trình được viết bằng hắc cử. Để tránh nhận được email giận dữ từ mọi nhà phát triển hắc cử, những người bảo trì đã loại bỏ các thay đổi để mọi người có thời gian bắt kịp trước khi xóa nó. Tuy nhiên, Hãy lưu ý rằng ở đây điều đó đang xảy ra. Điều tương tự đã xảy ra đối với tính kết hợp trong mi group. Không thấy hạn chế rằng phần tử mempty phải là danh tính của hoạt động. Chúng ta không thể thực thi nó bằng mã. Vì vậy chúng ta tạo ra các luật cho nhà phát triển biết rằng họ phải tuân thủ đến một số quy tắc bổ sung khi triển khai các đối tượng monoid. Đây là các luật monoidan khi tạo một đối tượng monoid. Bạn phải đảm bảo rằng nó tuân theo luật này. Luật nhận dạng đúng khá đơn giản nếu chúng ta áp dụng phép toán nhị phân cho bất kỳ giá trị và empty nào. Chúng ta sẽ nhận được cùng một giá trị ban đầu. Ví dụ, nếu chúng ta áp dụng phép toán nhị phân để tính xăm 4 và tổng bằng 0, thì nó sẽ giống như chỉ có xăm 4. Như bạn có thể thấy, đây là phần tiết lộ rằng tổng bằng không là phần tử mempti của tổng monoid. Và tất nhiên, chúng ta phải tôn trọng quy luật nhận dạng bên trái. Cũng giống như nhận dạng bên phải nhưng kết hợp từ phía bên kia. Chúng ta đang kết hợp mempti với một giá trị và chúng ta sẽ nhận được giá trị đó. Như bạn có thể thấy, tổng bằng không cộng với xăm bốn sẽ bằng xăm bốn. Đó là hai đẳng thức mà bạn thực sự nên lo lắng. Vì đẳng thức thứ ba, luật kết hợp, phải được tôn trọng vì bạn đang sử dụng cùng một toán tử mà bạn sử dụng cho khơ mi Và cuối cùng, điều thứ tư sẽ luôn được tôn trọng miễn là bạn không tự mình xác định Memti con cát. Điều này không cần thiết vì Memti con cát đã được định nghĩa là gấp bên phải của phép toán nhị phân Memti Memti và vì chúng ta đã có phép toán nhị phân. Bởi vì chúng ta đã có Gemi Group. Nếu chúng ta đang định nghĩa Monoid và đã định nghĩa Memti, thì chúng ta đã có Memti con cát. Giả sử bạn không xác định MEMPTY CONCAT và phiên bản GOMI GROUP được xác định chính bạn xác. chỉ cần lo lắng về nhận dạng bên phải và bên trái. Điều này khá dễ kiểm tra. Được rồi, hãy triển khai một vài trường hợp Monoid. Điều này thực sự khá dễ dàng vì chúng ta đã thực hiện phần khó khăn khi triển khai lớp kiểu GOMI GROUP. Dưới đây là các phiên bản Monoid cho tất cả các kiểu chúng ta đã làm việc ngày hôm nay. Cái đầu tiên được nhận xét vì nó đã được Prelude cung cấp. Như bạn có thể thấy, phiên bản Monoid cho danh sách là danh sách chống, như chúng ta đã thảo luận trước đây. Và tất cả các phiên bản khác cũng khá đơn giản. Bạn phải nghĩ ra một giá trị không làm thay đổi kết quả khi áp dụng cho toán tử nhị phân kết hợp Gmi Group. Nếu bạn thêm số không vào một giá trị, bạn sẽ nhận được giá trị ban đầu, nếu bạn nhân một giá trị v một, bạn sẽ nhận được cùng một giá trị ban đầu. Nếu bạn so sánh nếu một giá trị lớn hơn giá trị nhỏ nhất có thể có mà kiểu maybe có, thì bạn sẽ nhận được cùng một giá trị ban đầu. Và nếu bạn so sánh xem giá trị có nhỏ hơn giá trị lớn nhất có thể có mà kiểu maybe có hay không, thì bạn sẽ nhận được cùng một giá trị ban đầu. Và cuối cùng, nếu bạn kết hợp bất kỳ mức độ nghiêm trọng nào với mức độ nghiêm trọng thấp nhất, bạn sẽ nhận được mức độ nghiêm trọng ban đầu tương tự. Tất cả đều khá dễ thực hiện ngoại trừ có thể đối với mắc và min mà bạn phải tính ra rằng bạn phải thêm giới hạn giới hạn cho cả hai để đảm bảo rằng bạn thực sự có giá trị tối đa và tối thiểu và thực sự cung cấp nó dưới dạng giá trị MEMPTY. Chúng ta có các trường hợp của mình và đây là một vài ví dụ. Tôi biết hơi dối nhưng chúng ta hãy đi từng bước một nhé. Vậy tổng 2 cộng với empty cộng với tổng 3 sẽ bằng tổng 2 cộng với tổng 3. Và chúng ta thấy đúng như vậy. Mở con cát, được áp dụng gấp bên phải cho toán tử nhị phân empty mở của một danh sách các giá trị phải bằng chính các giá trị được nối và bạn có thể thấy ở đây rằng việc có empty hay không có nó đều không liên quan. Vì vậy chúng ta chỉ kết hợp Product 2 và Product 3. Sau đó chúng ta yêu cầu giá trị empty của Mark INT và như bạn có thể thấy, bạn nhận được âm 92. Bla bla, bla là số nguyên tối thiểu có thể. Hãy nhớ rằng INT là một giá trị giới hạn. Vì vậy bạn không thể có số nguyên vô cùng lớn và vô cùng nhỏ. Và nếu chúng ta kết hợp Mark 2 với empty giá trị siêu nhỏ này và mắc 3. Chúng ta sẽ có kết quả là mắc 3 vì nó là giá trị lớn nhất trong cả ba. Chúng ta kiểm tra tương tự cho INT tối thiểu và chúng ta nhận được INT lớn nhất có thể. Ta làm tương tự mempty cộng với 92 này, bla, bla bla, bla, cộng với min 2. Cộng với mempty ta sẽ được min hai vì nó nhỏ nhất trong cả ba giá trị. Chúng ta cũng có thể mempti con cát trong trường hợp này có giá trị mức độ nghiêm trọng. Vậy chúng ta có mempti medium, mempti mempti, mempti, mem và chúng ta có medium mempti không làm gì cả. Và cuối cùng, chúng ta có toán tử tổng áp dụng cho xăm 9 và xăm 11 phải bằng toán tử mempti monoid áp dụng cho xăm 9 và xăm 11 bởi vì chúng giống nhau. Và điều này, tất nhiên, cho chúng ta thấy true và thế là một lần nữa chúng ta đã tạo ra năm trường hợp monoid đầu tiên. Bây giờ chúng ta đã biết về Army group và monoid. Hãy trả lời câu hỏi lớn: cái gì tôi có thể làm gì với Army group và monoid không? Chúng ta đã xác định rằng bằng cách trừu tượng hóa các mẫu, bạn có thể dễ dàng giảm mã hơn, ẩn các chi tiết triển khai không thuộc logic cốt lõi và có mã rõ ràng, ngắn gọn mà bạn và những người khác có thể nhanh chóng hiểu được nhưng đó là cho tất cả sự trừu tượng nói chung. Tôi đạt được gì đặc biệt cho Jeremy Group và Monoid? Hãy nói về tính toán phân tán. Hãy tưởng tượng bạn có một tập dữ liệu gồm các ngôi sao với nhiều điểm dữ liệu khác nhau. Kích thước, khối lượng, độ sáng, vân vân và chúng ta muốn biết ngôi sao nào là lâu đời nhất. Chúng ta không thể đo tuổi của một ngôi sao, vì vậy chúng ta phải tính toán nó bằng công thức lấy tất cả dữ liệu của một ngôi sao và trả về tuổi gần đúng của nó. Nếu quá trình tính toán đó mất một giây và chúng ta có tập dữ liệu gồm 100.000 sao thì sẽ mất khoảng 17 phút để hoàn thành. Không phải là vấn đề lớn nhưng đó không phải là con số thực tế về số sao. Gaia, một trong những kính thiên văn của cơ quan vũ trụ châu Âu hiện đang thực hiện các phép đo chính xác gần một tỷ với điểm b ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đó là một con số quá lớn để chúng ta phải suy nghĩ vì vậy giả sử chúng ta có trong tay bộ dữ liệu gồm một triệu ngôi sao nếu bạn muốn chạy hàm của mình trên tập dữ liệu đó sẽ mất bốn năm để hoàn thành bạn có thể sẽ chết trước khi điều đó kết thúc giá như có cách nào đó để giảm thời gian chờ đợi Vâng. Nếu kết quả của phép tính i là một đơn hình thì bản thân phép tính i đó cũng là một đơn hình. Điều này có nghĩa là bạn có thể bao bọc kết quả tính toán bằng monoid tối đa. Chia công việc thành, chẳng hạn như 200 máy chủ chạy song song và hợp nhất các kết quả ngay khi hai máy chủ liên tiếp hoàn thành quá trình tính toán của chúng. Kết quả cuối cùng thay vì đợi 114 n bạn chỉ phải đợi 6 tháng, chiếm 0,5% thời gian nếu sử dụng một máy chủ. Và tất nhiên, bạn có thể tiếp tục giảm thời gian chờ đợi bằng cách quay ngày càng nhiều máy chủ. Bây giờ, điều này có thể được thực hiện và đã được thực hiện mà không cần các trường hợp mi Group hoặc đơn hình. Nhưng việc có chúng khiến việc này trở nên dễ dàng hơn. Trên thực tế, dễ dàng hơn nhiều đến mức chúng ta không phải thay đổi phép tính, Chúng ta chỉ gói kết quả bằng hàm tạo tối đa và kết thúc một ngày. Chúng ta đã thay đổi một dòng mã để làm cho tính toán của chúng ta có thể song song hóa. Bây giờ, hãy làm một ví dụ trực quan hơn. Hãy xem cách chúng ta có thể mở rộng quy mô độ phức tạp của kết quả mà không làm tăng độ phức tạp của mã. Giả sử chúng ta có một phương tiện truyền thông xã hội có biểu mẫu mà người dùng phải điền thông tin cá nhân để tạo tài khoản của họ. Sau đó, người dùng được yêu cầu có thể định cấu hình trải nghiệm của họ vì vậy chúng ta thêm trang cài đặt chỉ là một biểu mẫu khác sau một thời gian chúng ta thêm một biểu mẫu để thay đổi ảnh hồ sơ của họ chúng ta cần thêm phần này vào biểu mẫu cài đặt cũng như bên trong biểu mẫu để tạo tài khoản để họ có thể thực hiện ngay chúng ta tạo ra một thành phần có thể tái sử dụng và đặt nó vào trong cả hai các công ty cũng muốn sử dụng ứng dụng này vì vậy chúng ta thêm một biểu mẫu cài đặt công ty biểu mẫu này cũng phải có trong ứng dụng này để mở tài khoản và tất nhiên mọi người bị mất mật khẩu vì vậy chúng ta tạo một biểu mẫu có thể sử dụng lại để thay đổi mật khẩu của mình và chúng ta đặt nó vào trong cài đặt người dùng thông thường và cài đặt công ty đây không chỉ là về hình thức đó là kiến trúc thông thường mà hầu hết các chương trình đều tuân theo kết hợp một số thành phần kiểu a mỗi dạng riêng lẻ để tạo ra mạng hoặc cấu trúc thuộc kiểu b khác điều đó có nghĩa là mỗi khi chúng ta thêm thứ gì đó tạo ra trải nghiệm người dùng cuối phức tạp hơn độ phức tạp của mã của chúng ta sẽ tăng theo cấp số nhân vì chúng ta không chỉ phải tạo thành phần mới mà còn phải tích hợp nó vào toàn bộ hệ thống và với mỗi lần bổ sung nó ngày càng khó hơn bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu bản thân các dạng đó là mi group trong trường hợp đó chúng ta không cần lo lắng về việc tích hợp chúng vì việc đó được thực hiện bởi toán tử nhị phân kết hợp của chúng ta như bạn có thể thấy trong hình Cấu trúc phức tạp này chỉ là ba cấu trúc riêng biệt được kết hợp bằng toán tử nhị phân và chúng ta có được một cấu trúc đơn giản như nhau mà chúng ta có thể kết hợp với các cấu trúc khác nếu muốn và độ phức tạp vẫn giữ nguyên bởi vì logic để tích hợp các biểu mẫu đó được thực hiện một lần khi chúng ta tạo phiên bản semi-group này và được chứa trong toán tử này. Trong loại kiến trúc này chúng ta kết hợp một số thành phần thuộc kiểu A để tạo ra một thành phần mới cùng kiểu A. Nếu chúng ta muốn thêm một biểu mẫu mới ngay bây giờ, thì việc chúng ta đã có một mười hay chưa cũng không thành vấn đề. Một trăm hình thức, sự phức tạp luôn giống nhau. Bạn vẫn phải xây dựng một hình thức mới. Nhưng bạn được tích hợp miễn phí. Đó là hai cách khá rõ ràng mà các đối tượng Fermi Group và đơn hình có thể hỗ trợ. Nếu bạn muốn có thêm ví dụ, bạn phải làm bài tập về nhà. Và nếu bạn đang nghĩ, tại sao chúng ta lại cần phải tách Fermi Group và Monoid nữa? Chúng ta không thể chỉ có Monoid và thế thôi sao chả? Monoid mạnh hơn Fermi Group vì vậy dựa trên những gì chúng ta biết bây giờ. Sẽ hợp lý hơn nếu chỉ có lớp kiểu Monoid. Nhưng đây là vấn đề. Một số kiểu maybe là trường hợp của Fermi Group nhưng không phải là Monoid và sẽ không có ý nghĩa gì nếu phải mất phần lớn sức mạnh chỉ vì chúng ta không có phần tử nhận dạng. Ví dụ, có một kiểu trong hắc cư đại diện cho một danh sách không bao giờ được để chống và do đó. Nó không có phần tử nhận dạng và không bao giờ có thể là một monoid. Tò mò về cách thức hoạt động. Thôi, hãy làm bài tập về nhà để tìm hiểu và tôi sẽ gặp bạn ở phần tiếp theo. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimi. Chúc các bạn thu lượng được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.